là bọn em gọi Zalo cho cái khách ở trong này. Nơi ông đang quay này. Đây, cả Thanh gọi. Có hai con rất đẹp này. Đấy, các anh tư vấn thời điểm 4.0 các anh chị nhé. Covid nhờ. Giao dịch qua online hết. Đây, chó bên em đây. Các anh chị xem nhá. Đây, tai kè nhá. Molly đi ra. Không, vào đây. Ngồi đấy. Đây, con Molly nhà em nhá mọi người nhá. Dạ. Mỗi người một cái điện thoại này. Dạ vâng, đây để em gửi cho anh ạ. Dạ, vâng. Anh Đức thì có khách sang xem đúng không anh? Tí bên em rất là nhiều người. Tí nữa lên nhà lại tiếp. Vâng, đây dạ. Toàn mọi người. To thế này. Dạ. Anh ở thương không? Chó bên em thường thường là tiêm phòng 2 mũi 5 đến 7 bệnh rồi nhá. Cân nặng của nó rơi vào khoảng từ 6 đến 8 cân. Các anh chị nào thắc mắc thì có thể xem video này thì các anh chị biết được là chó bên em như thế nào. Nói chung là em ra gửi xe thì nhà xe sẽ gửi anh như thế. Chỉ khoảng 2 năm đến 7 bệnh thì về thì mua thôi. Lucky. Lucky ra đây. Lucky. Dạ vâng. Thế đây nhồng đây. Đây. Đen tuyền nó lắm, hai con đen tuyền. Đen tuyền Mexico này hôm trước em xem rồi, nó bị lệch ba vú, nó khác nhau quá. Ồ mà em cứ giật đấy. Đấy. Tư vấn thời điểm 2.0 à 4.0. Nhưng mà ba vú nó khác nhau quá. Đây này anh nhìn cái chỗ này này, anh nhìn thấy chưa? Ba vú bé này nó khác.